Xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Shop. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện một cái áo cổ đủ mà có xếp vốn ở phần bên hông và có bông hoa hồng, và cái phần tay thì là tay liền các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng nhau cái mẫu này. Cảm ơn các bạn đã xem và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm like ủng hộ mình nha, để nó có cái sự tương tác mỗi khi mình đăng video clip mới, và mỗi ngày vào lúc 12 giờ thì các bạn sẽ nhận được và giao lưu trò chuyện cùng với mình luôn. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái miếng vải ha. Mình nói vải nhưng mà ở đây mình đang làm giấy nha. Thì các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường thẳng. Sau đó thì các bạn sẽ xuống cho mình phần ngực, thì các bạn lấy ngực chia cho mình 5 và cộng 1. Hạ eo thì các bạn sẽ lấy cho mình 35 và dài áo thì các bạn lấy cho mình 56. Ở đây ngực chia cho 5, các bạn sẽ sử dụng cho mình con số này. Ngực chia cho 5 bằng 17,2. Các bạn cộng 1 thì ở đây các bạn được 18,2. Sau đó thì các bạn sẽ kéo dài và đo cho mình những cái khoảng cách này. Ở đây các bạn được 18,2, ở đây các bạn sẽ được là 35 và ở đây các bạn sẽ được là 56. Rồi chúng ta sẽ có được những cái đường ngang. Sau khi có được đường ngang rồi thì các bạn sẽ lấy những cái đường ngang này cho mình. Ngực chia cho 4. Ở đây mình lấy vải là co giãn ha. Ngực chia cho 4, eo chia cho 4 và mông chia cho 4. Eo chia 4 các bạn trừ đi cho mình 1, mông chia 4 các bạn trừ 1. Thì ngực ở đây của chúng ta là 86, chia 4 là 21,5. Chúng ta lấy con số này. Vòng eo là 72, chia 4 18 trừ 1 thì đây 17. Lấy con số này. Và vòng mông, mông ở đây là 24,5, các bạn trừ 1 thì ở đây các bạn được 23,5. Chúng ta lấy con số này và các bạn sẽ đặt cái thước vào, các bạn đo cho mình 21,5, 17 và 23,5, thì các bạn có được cái con số rồi thì các bạn sẽ vẽ cho mình cái đường sườn. Các bạn lên cho mình hai phân. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần ngang vai là bằng vai chia cho 2. Vai chia 2 là bằng 17. Sau đó các bạn xuống lại cho mình 4 phân. Các bạn sẽ lấy ngang qua cho mình là 17 và xuống 4 phân. Và các bạn sẽ vào cổ là cổ chia 5 là bằng 7. Bạn dựng nguyên góc. Các bạn lùi cho mình hai phân. Thật ra cái mẫu này thì chúng ta không cần vẽ cái phần nách tay ha. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà thích may cái phần tay rời á, thì các bạn có thể là sử dụng cái phần nách này. Bây giờ mình đây là cái phần khung nè, khung của cái phần tay nè. Ở đây á, thì các bạn sẽ, trong trường hợp nếu các bạn muốn làm cái phần tay liền ha, thì từ đây các bạn sẽ đo lên cho mình một phân, kéo thẳng ra, và cái phần đầu tay này ra phía ngoài là 7 phân, khúc này nè là 7 phân. Thì các bạn sẽ dựng cái thước vuông góc và các bạn sẽ đi góc cho mình số này xuống 2 phân, thì các bạn sẽ đi góc cho mình như thế này. Và với cái mẫu này á, là mình sẽ cắt một cái cổ đổ, nhưng mà cái phần cổ đổ này mình sẽ dựa vào cái phần bên ngực để mình bên của cái đường hông nè, để mình vẽ cái phần cổ này. Vì vậy á, mà mình sẽ cộng thêm, các bạn sẽ coi mình điều chỉnh nha. Mình sẽ cộng thêm cho cái phần này nè. Mình sẽ mở rộng cái phần cổ, cho nên ở đây mình sẽ cộng thêm là 5.
Cho nên là bắt đầu từ đây nè ha. Các bạn khi mà các bạn thực hiện, các bạn vẽ năm thì cái phần này nó sẽ rộng ha. Các bạn ra cái phần này rộng, cái phần nắp này nó cũng rộng. Nhưng mà các bạn cũng nhớ lưu ý là chúng ta sẽ có thể thực hiện bằng cách ra năm, còn không thì có thể là các bạn sẽ thực hiện bằng cách các bạn cắt xéo và các bạn mở rộng cũng được. Các bạn làm bằng cách nào cũng được ha. Cách ra năm này á, thì khi các bạn thực hiện á, thì các bạn chỉ ra cái phần eo này thôi, chúng ta không ra dưới phần mông ha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách này. Lát nữa mình rã rạp xong rồi mình sẽ cộng để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Giờ mình cắt cái này tiếp nè, để mình làm cho cái phần thân sau. Quên, để mình chụp lại cái hình, để đăng lên Facebook để các bạn có nhu cầu các bạn xem mẫu thì các bạn có thể xem lại được cách thiết kế ha. Này là mình chưa có đường may nha, thì các bạn sẽ có được một cái phần thân trước nè. Rồi từ thân trước này, các bạn sẽ đặt lên một cái phần khác. Rồi các bạn sẽ tiến hành là chúng ta sẽ cắt cho cái phần thân sau. Bằng cách là các bạn sẽ lên cho mình phần này hai phần. Các bạn vẽ lại phần này và ngực cái phần thân sau á, ngực á thì nó sẽ nhỏ hơn thân trước một phần, nhưng mà do bởi cái này nó là vải thun và cái phần tay này nên là mình sẽ vẽ bằng cái phần thân này luôn nha các bạn nha. Chỉ có khác là cái phần hông á là mình sẽ cho nó lớn hơn một phần. Đó, cho nên mình sẽ đẩy phần hông lớn hơn một phần. Phần lai này thì bạn. Đó, chúng ta sẽ có được cái phần thân sau. Và cái phần cổ đổ này á, mình sẽ lấy cái phần lớn của vai ở đây nè, thì cho mình lấy lớn của cái phần cổ sau đây luôn. Cái này cổ này, phía cổ là các bạn mặc là nó sẽ hơi rộng nha. Bạn đặt cái thước vuông góc, chúng ta sẽ vẽ được cái phần cổ của thân sau. Cái này thân sau nè. Rồi bây giờ mình cắt. Rồi, các bạn có được cái phần thân sau ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cho cái phần thân trước. Phần trước là mình sẽ tăng thêm 5 phân ở eo, cho nên mình cắt cái phần eo này ra ha. Và các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái miếng chêm, mình sẽ chêm vào đây nè. Mình chỉ lấy lớn ra 5 phân ở chỗ này thôi, để lát nữa mình sẽ xếp lại ha. Và cái này thì mình xếp luôn cho cả hai thân, hai bên. Các bạn sẽ thêm qua bên này cho mình một miếng nữa. Dạ. Bây giờ các bạn sẽ nhìn mình thực hiện ha. Cái phần thân này chúng ta để riêng qua một bên ha. Rồi đây, các bạn sẽ ra thêm cho mình 5 phân là ngay góc này. Từ đây các bạn sẽ đi ra cho mình thêm 5 phân. Và các bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường bên dọc. Bên dọc này thì nó sẽ có độ lớn là 5 phân. Và các bạn sẽ đi về cho mình ở phía đường cổ nè. Đó, nhìn thấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt.
Đây, bạn thấy là mình sẽ có 5 phân mình tăng thêm thì mình bỏ nó vào đây. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là cắt cái phần bên này, cắt cho cái phần đường sẻ dọc nè. Rồi các bạn sẽ đưa cái này vô lại. Các bạn sẽ đưa cái đường sẻ dọc vô lại bên trong ha. Và sau đó thì từ cái vị trí mà các bạn lấy dấu nè, và các bạn sẽ đo cho mình từ trên xuống dưới. Điểm này thì chúng ta sẽ xuống cho mình là 10 phân. Các bạn nối điểm này vô. Các bạn cắt bỏ cho mình điểm 10 phân này. Sau đó thì các bạn sẽ đi cho mình một cái đường từ đây về lại cái điểm mà chúng ta mới vừa cắt. Các bạn di chuyển nó ra đây, xếp cái phần này liền lại. Bên này các bạn cũng sẽ làm tương tự. Rồi, khi mà các bạn thực hiện như thế này nè, thì chúng ta sẽ có được một góc của cái phần thân cổ đổ. Sau đó thì các bạn sẽ mở rộng cái phần này ra. Các bạn sẽ dán giấy lên đây cho mình ha. Mình sẽ thêm cái phần giấy vô nè. Trong cái trường hợp mình đang thực hiện như vậy thì các bạn hình dung ở đây nó sẽ là cái đường ngang để chúng ta đổ rũ cái phần cổ xuống nha. Phần này thì các bạn sẽ hình dung là chúng ta sẽ lấy một cái đường ngang đây ha, đó, nằm ngang trên này như vậy nè. Đường này nó sẽ là đường vải gấp đôi ha các bạn nha. Mình cắt cái phần dư này đi. Đây các bạn dịch chuyển lại thì nó sẽ là cái phần vải này là 7 gấp đôi khi chúng ta thực hiện. Bây giờ thì các bạn sẽ quan sát mẫu để chúng ta biến kiểu cái bước tiếp theo. Cái mẫu của chúng ta là bắt đầu từ cái phần vai này nè. Các bạn sẽ đi xuống và chúng ta sẽ có được hai cái đường rũ ở ngay vị trí này nữa. Cho nên là các bạn sẽ làm tiếp cái bước tiếp theo. Bước tiếp theo là các bạn sẽ lùi ra đây cho mình. Cái phần vai này thì chúng ta lấy bằng cái phần thân sau rồi nha. Phần thân sau là bằng vai nè. Các bạn sẽ lùi ra đây cho mình 3 phân. Và các bạn sẽ đi cho mình một cái đường này, mình đi đường cong, nó về lại cái phần điểm đầu bên. Sau đó thì các bạn sẽ lượng cái đường cong trên cái phần thân áo. Các bạn lượng cho mình hai đường. Các bạn chia ra từ cái phần này các bạn đo xuống cho mình là 8 phân. Đường thứ nhất và đường thứ hai là ngay chỗ 15 phân ha. Ngay vị trí này 8, ngay vị trí này là 15. Sau đó là các bạn sẽ đi cho mình một đường cong. Bên góc này các bạn cũng sẽ đi cho mình một đường cong. Đó, các bạn sẽ có được hai cái đường cong này. Sau đó các bạn sẽ cắt.
đường này các bạn cũng sẽ cắt. Và chúng ta cắt thành hai cái đường như thế này. Các bạn sẽ hình dung rằng khi chúng ta đặt lên vải, chúng ta cắt thì chúng ta sẽ xếp đôi cái đường này nè. Nó sẽ làm phần vải xếp đôi nha. Sau đó các bạn mở rộng cái đường này ra. Đó. Và mỗi cái mở rộng như vậy thì các bạn sẽ mở ra cho mình là để mình coi mẫu nè. Tùy theo cái mẫu mình coi thử là nó sẽ là xếp lớn hay xếp nhỏ. Ở đây là xếp 2 phân rưỡi. Thì các bạn sẽ mở rộng mỗi cái này ra cho mình là 5 phân nha. Rồi sau khi các bạn có được cái phần mở rộng rồi thì chúng ta sẽ có được cái phần đập thân áo. Thì chúng ta cắt nó sẽ như thế này. Rồi các bạn sẽ nối cái phần thân sau vào đây. Và chúng ta sẽ kéo dài cái thân áo là các bạn sẽ ra được mẫu giống như hình. Bây giờ mình sẽ dán cái phần eo này lại. Và mình sẽ cắt lại cho cái phần eo cho nó bằng. Bên này các bạn cũng sẽ cắt lại phần eo cho nó bằng. Rồi chúng ta sẽ ra được cái phần thân. Ở đây mình sẽ dán 2 miếng tam giác vô luôn để cho các bạn dễ hình dung. Cái này là phần giấy dư, mình sẽ cắt đi cho nó bớt dày. Rồi mình sẽ xoay cái rập qua ha, mình dán 2 cái miếng tam giác này vào. Đây là mẫu số 38 nha các bạn. Các bạn nào mà thích cái mẫu 38 này á, thì mua vải thì nói mình sẽ tặng cho các bạn. Dạ, như vậy là chúng ta có được hoàn tất được cái mẫu rập này các bạn ha. Bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được cái phần cổ đổ. Các bạn sẽ xếp cho mình hai cái xếp ly này lại ha. Chúng ta xếp nó lại và chúng ta thu vào, chúng ta may ở đây. Và cái phần tay áo là tay liền. Chỗ này là phần vải gấp đôi, các bạn may vô đây lại. Và chúng ta sẽ có được cái phần thân sau đi theo cùng với mẫu. Thì như vậy mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu áo này. Thì chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau ha. Cảm ơn các bạn đã nhớ xem và bấm like ủng hộ cho mình. Nhớ bình luận nếu các bạn thấy mẫu này dễ hiểu. Và nếu các bạn may thành công mẫu này thì nhớ quay trở lại bình luận để cho mình biết nha. Chúc các bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.